Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Hôm nay xin giới thiệu cho cô chú anh chị mình một lô sứ ghép thanh lý nha cô chú anh chị mình. Cây này thì nó có đủ mặt hoa nha. Một lô này có đủ mặt hoa cho mình về sưu tầm giống nha cô chú anh chị mình. Thì cái lô này toàn bộ là có cái lõi nhỏ nha cô chú anh chị mình ha. Cây nào cũng có lõi hết thì con sẽ nói lên cho cô chú anh chị mình ha. Biết ha. Củ thì nằm chậu C10 hết nha cô chú anh chị mình. Toàn bộ cái lô nằm chậu C10 nè. Đó. Củ khá là to luôn. Cái cây này thì nó bị gớt bo. Về cô chú anh chị mình dặm lại nha. Cái này thì nó không thẹo củ nhưng mà nó bị gớt bo thôi. Con không có thời gian nên con không dặm lại, con thanh lý luôn. Cây này là trắng ngọc băng nha cô chú anh chị mình. Trắng ngọc băng, cây khá là to luôn. Củ nguyên hoàn toàn nha. Củ nguyên hoàn toàn luôn. Cây này thân tím nè. Thân tím liệm luôn. Cây này là kim anh nha. Cây này là mặt hoa kim anh. Củ cũng nguyên hoàn toàn luôn nha cô chú anh chị mình. Cây này củ nguyên hoàn toàn. Đó. Cây này cây nguyên nha cô chú anh chị mình. Đó. Nó chỉ bị cái thẹo cắt ngay đây thôi. Thì con nhỏ lên con thanh lý luôn. Cây này củ cũng nguyên luôn. Và bị cắt nhánh ngay đây nha. Nó đã lên nhánh rồi. Đó. Cây này thì con không biết tên nha cô chú anh chị mình. Nó giống lip green á. Cái lá giống lip green nha. Rồi, cây này củ bự. Không thẹo dít nha cô chú anh chị mình. Này bị gớt nhánh nha, gớt bo nha. Cây này ghép là đại mỹ nhân ha. Đó, củ nguyên, củ bự. Nằm chậu C10 luôn, quá trời to luôn. Chỉ này nó bị gớt bo thôi mà con không có thời gian dặm nên con thanh lý nha. Về mình, cô chú anh chị mình nó dặm lại nha. Bốn củ này là củ nguyên hoàn toàn ha. Rồi, có cái củ này. Mấy cái thẹo này là ở dưới cái rễ không mà cô chú anh chị mình yên tâm đi. Về mình trồng, nè nó đã ra rễ rồi nè cô chú anh chị mình ha. Đó, về mình trồng xuống thì cái này mình đâu có thấy cái thẹo đâu cô chú anh chị mình. Đó, cái thẹo nó đã ra rễ rồi nè. Cây này ghép hai mặt hoa, kiều diễm và đại mỹ nhân. Cái bo và cái nhánh nó như vậy nha cô chú anh chị mình. Tại để hổm gài nó bị rụng lá nha. Về mình đem về thì mình trồng xuống từ từ nó sẽ lên tược lên đọt lại. Rồi, cây này cũng vậy, cây này không hư củ luôn nha cô chú anh chị mình, cũng bị gớt một bo nha. Cũng bị gớt một bo nhưng mà củ nguyên nha. Củ không thẹo dít gì hết trơn á. Khá là to, nằm chậu C10. Rồi, cây này thì đại mỹ nhân, cây này gì ta? Đại mỹ nhân luôn. Đó. Này nó bị chày củ thôi cô chú anh chị mình, không sao nha. Củ cũng rất là đẹp luôn. Nằm chậu C10. Rồi cây này tím. Tím búp bờ biêu nha cô chú anh chị mình. Tím búp bờ biêu. Củ nguyên nha. Cây này củ nguyên. Ôi, cây này đẹp quá. Nó bị cắt cái nhánh ngay đây thôi chứ củ nguyên hoàn toàn nha. Đó. Lô này nói chung là củ rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Cây này, cây này con không biết tên rồi. Nó giống Vĩnh Lộc 17 nha. Không biết tên. Củ cũng khá là đẹp luôn. Đó. Thì cái lô này gồm có là 2, 4, 6, 8 11 cây nha cô chú anh chị mình. Lô này gồm có 11 cây. Con thanh lý giá 450.000. Phí ship thì bên người mua trả giùm con nha. Hàng thanh lý cho nên là con sẽ khách nào mà chuyển khoản trước thì con mới gửi hàng nha cô chú anh chị mình. Cây này là cây vàng. Vàng Phương Lam vàng nha. Cây này là Phương Lam vàng. Củ nguyên nha cô chú anh chị mình ha. Cây này thì nó cũng bị thẹo nhưng mà mình trồng xuống thì không thấy thẹo nha cô chú anh chị mình ha. Cái thẹo khô. Cái này không thành vấn đề. Tại vì mình nhổ lên thì mình thấy nó không đẹp thôi. Chứ khi mình trồng xuống thì cái củ nó đã lấp xuống phía dưới rồi. Mình cho nên không có vấn đề gì hết. Đó, cái lô này rất là đẹp luôn. Củ to. Rồi, cô chú anh chị nào yêu mến cái lô này liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.